có một trạm trung chuyển yêu thương. Nhiều người tìm đến bánh mì cô Khuyết không chỉ hài lòng về món điểm tâm thơm ngon mà còn bởi thông điệp ý nghĩa cô chủ nhỏ gửi gắm. Xe bánh mì cô Khuyết của Trần Ngọc Anh Thư, 26 tuổi, được bày biện mỗi buổi sáng ở góc nhỏ trước nhà số 68 đường Trần Quốc Thảo, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, luôn đón tiếp mọi người bằng thái độ niềm nở, tươi vui. Hương vị của sự yêu đời. Ở bánh mì kẹp nấm cùng pate chay gói trong túi giấy bảo vệ môi trường. Đó không đơn thuần là bữa ăn gọn nhẹ, dinh dưỡng mà chứa đựng bao tâm tư, tình cảm và nguồn năng lượng tích cực từ Thư. Những lời chúc an lành, tốt đẹp được cô tỉ mẩn viết tay và đính kèm sản phẩm góp phần mang niềm vui, sự hứng khởi đầu ngày cho mọi người. Anh Thư lớn lên trong chùa, cô được nuôi dưỡng, bảo bọc bởi trái tim từ bi của những người xuất gia và sớm yêu thích, am hiểu về món chay. Mỗi ngày, Thư và bạn đồng hành là Dương Thị Lộc, 21 tuổi, thức dậy từ 4 giờ, chuẩn bị nguyên liệu như bánh mì, nấm, pate chay để đúng 6 giờ rưỡi sáng sẵn sàng phục vụ thực khách. Biến cố thời thơ ấu khiến cơ thể Thư mất chức năng phát triển cơ. Cô đặt cho xe bánh mì cái tên cô Khuyết như tự nhắc rằng không ai hoàn hảo cả. Tôi vẫn tự tin, vẫn yêu những điều chưa hoàn hảo của bản thân. Vóc dáng mong manh và bước đi chênh vênh, cử động khó khăn không làm cho Thư vơi đi niềm tri ân cuộc sống, yêu đời, yêu người và không ngừng nỗ lực trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày. Thư hay về thăm chùa, chơi cùng các em. Có hôm, cô chuẩn bị nhiều bánh mì hơn mức bán thông thường để tặng những ai có hoàn cảnh khó khăn. Vẽ đời thêm xinh, sống vui từng khắc. Mặt trời đứng bóng là lúc xe bánh mì của Thư kết thúc một buổi sáng trung chuyển yêu thương, nhường thời gian cho tâm hồn nghệ sĩ được bay bổng. Thư còn là một họa sĩ tự do, đề tài chính là tranh truyền thần, chân dung cho người và thú cưng. Ghé thăm nơi Thư sống, chúng tôi cảm nhận tâm hồn nghệ sĩ bay bổng của cô đã được nuôi dưỡng và khai phá trọn vẹn. Không gian nhà tuy nhỏ nhưng được trang trí thẩm mỹ và đẹp mắt bởi nhiều bức tranh màu sắc. Thư vẽ như cách cô tô màu cho cuộc sống của mình, rực rỡ, ấm áp. Trên mạng xã hội, Anh Thư nhận được nhiều sự quan tâm, ủng hộ. Tài khoản mang tên cô Khuyết thường cập nhật những video ngắn mang nội dung tươi sáng. Từng tổn thương khi hứng chịu nhiều bình luận khiếm nhã về ngoại hình trong thời gian đầu nhưng giờ Thư đã tự tin hơn, tôi nhận ra là đừng để người khác quá ảnh hưởng tới mình. Nên dùng tất cả nguồn năng lượng tích cực, sự yêu thương để lan tỏa thì tự khắc mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Nhiều người dùng mạng xã hội dành lời khen cho cô gái nhỏ đã truyền cảm hứng sống tích cực. Còn Thư thì hết lòng trân trọng những tình cảm ấy và cho biết chính cô đã được tiếp thêm động lực từ cộng đồng. Chia tay cô Khuyết, nhóm chúng tôi được lây lan niềm hạnh phúc và xúc động khó tả. Tôi biết ai nấy sẽ ghé bánh mì cô Khuyết dài dài đâu phải chỉ vì món bánh mì. Hợp khẩu vị và túi tiền sinh viên mà còn để được gặp gỡ và trò chuyện cùng cô Khuyết, cô gái luôn mang ánh mắt lấp lánh, môi cười rạng rỡ và tinh thần lạc quan. An nhiên dành tặng mọi người.